Vâng, chào anh chị em nhé, chào anh em nhé. Hôm nay em lên cho anh em một mẫu giày có mã là AGLS073-2. Mẫu này của Lai Ninh nhé. Hiện tại mẫu này nhà em còn để size còn vài đôi nữa. Mẫu này bán chạy nhất của shop em ạ. Mẫu này thì được thiết kế tinh xảo, rất là chi tiết, rất là đẹp. Màu ghi, đế làm bằng chất liệu EVA, đi rất là êm. Và bây giờ đi đến phần bên trong thì trước tiên là cho anh em xem cái mã QR để anh em biết là và có thể check hàng thoải mái nhé. Bên trong thì giày làm được bên trong giày có một cái lớp đế bằng cao su non, đi rất là êm chân. Đấy. Cái riêng cái phần đế này nó còn không thèm nói, nhưng mà riêng cái phần lót giày đó là rất là tuyệt vời luôn, bằng cao su non như đệm mút kim đan đấy. Còn đối với bề bên ngoài thì giày được làm bằng chất liệu vải poly có các lỗ thoáng li ti, không để lại mùi hôi chân và mồ hôi. Mẫu này anh chị em có thể là đi bộ, chạy bộ, hay là có thể là đi chơi thì rất là tiện dụng và đa năng. Hôm nay nhà bên cạnh nó khoan, nó đục quá, nó ẩm mấy, nó bị lẫn tiếng khoan đục. Nhà bên cạnh nó xây nhà. Anh chị em quan tâm thì có thể kích link ở bên dưới mô tả của em á, của video này. Ok, chào anh chị em nhé. Chưa được. Để xem.